Foden ghi siêu phẩm từ bên ngoài vùng cấm, gỡ hòa 2-2 cho Manchester City ở phút 66 ở trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân Santiago Bernabeu. Khoảng 20 phút sau, huấn luyện viên Pep Guardiola giúp tuyển thủ Anh ra nghỉ, nhường chỗ cho Julian Alvarez. Đó là thời điểm Foden bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ Real Madrid. Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi được nhìn thấy tỏ ra không hài lòng trên đường rời sân. Cậu ấy bị đau nhẹ, Gou dẫn lời Pep Guardiola. Cậu ấy gắt gỏng với tôi và hỏi tại sao tôi lại thay người. Điều đó có nghĩa là Foden vẫn ổn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét về trận đấu, những bàn thắng tuyệt vời từ cả hai đội. Họ rất nguy hiểm trong các pha chuyển đổi và có thể ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng chúng tôi kiểm soát trận đấu rất tốt. Một trong những điểm mấu chốt là sự ổn định về mặt cảm xúc. Hãy nắm bắt những thời cơ tốt đẹp và duy trì sự tỉnh táo khi phải đối mặt với khoảnh khắc tồi tệ. Đối đầu với Real Madrid ở Bernabeu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Real là vua của giải đấu này. Họ từng trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn vượt qua. Vì vậy, tôi không biết điều gì có thể xảy ra. Đội bóng đi tiếp sẽ là đội chơi hay hơn và áp đặt được thế trận ở lượt về, Guardiola nói thêm. Trận này, Real dứt điểm 14 lần, nhỉnh hơn Manchester City 2 cơ hội. Hiệp 1, The Citizen, có nhiều thời điểm chơi lúng túng và để Real liên tiếp uy hiếp không thành. Sau giờ nghỉ, đội chủ sân Etihad chơi tốt hơn. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3. Manchester City nắm nuôi chút lợi thế khi họ được chơi trận tứ kết lượt về trên sân nhà.